An ninh Ukraine tiết lộ đoạn ghi âm, lính Nga nói 1.000 người tới thì chỉ sống được 300. Người Nga đã hai lần cố gắng xông vào khu nhà của ông Zelensky trong những giờ đầu của cuộc chiến. Hạ viện Mỹ thông qua dự luật gọi thẳng tên ông Tập, điều tra việc Trung Quốc có giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt hay không. Thượng Hải đóng cửa, đại sứ quán nước ngoài dạy công dân của mình cách rời khỏi Trung Quốc. Cảnh sát Bắc Kinh đập cửa nhà dân vào giữa đêm để phòng chống dịch, gây bất bình. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin Thế giới trưa ngày 30 tháng 4 của DKN TV. Cục An ninh Ukraine ngày 29 tháng 4 đã đăng tải một đoạn audio được cho là của lính Nga đang tham chiến ở Ukraine, gọi cho người bạn của mình ở Nga đang suy nghĩ về việc sẽ ra chiến trường. Người lính này nói, thậm chí đừng nghĩ về nó, đừng làm điều đó. Tôi đang nói với bạn rằng 1.000 người trong số chúng tôi đến đây từ Kaliningrad. 1.000, bạn nghe tôi nói không? 1.000, nhưng chỉ có 300 còn sống. Tóm lại, đó là thảm họa, anh lính cố gắng giải thích. Theo anh, điều duy nhất bằng cách nào đó thúc đẩy những người lính Nga chiến đấu là một cơ hội để cướp bóc. Anh ta nói, tôi đã tìm thấy một chiếc AirPods 2 và mọi người đã tháo rời những chiếc máy tính ở đây. Những chiếc máy tính này thật tuyệt vời, tôi đã lấy trộm một màn hình còn dính máu. Nếu đây là sự thật, những người lính Nga này hẳn đã quên rằng cướp bóc những vật có giá trị trong các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng là một tội ác có thể bị phạt tù chung thân theo luật quốc tế. Tổng thống Zelensky và các phụ tá thân cận của ông đã chỉ ra trong các cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm rằng lực lượng của Nga đã cố gắng xông vào khu vực chính phủ của Kiev và giết hoặc bắt giữ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong những giờ đầu tiên khi Moscow tấn công nước láng giềng. Phát biểu với tạp chí Times, nơi đã được tiếp cận thân mật với ông Zelensky và vòng tròn bên trong của ông, Tổng thống và những người thân tín của ông mô tả sự hỗn loạn và cáo buộc các lực lượng Nga cố gắng ám sát ông. Theo Times, quân đội Ukraine đã thông báo với ông Zelensky rằng các lực lượng Nga đã nhảy dù xuống thành phố với mục tiêu giết hoặc bắt giữ ông cùng gia đình. Báo cáo không cho biết thông tin tình báo về kế hoạch của người Nga đến từ đâu. Ông Zelensky nói với tạp chí Times rằng ông và phu nhân Olena Zelenska đánh thức các con của họ, một con gái 17 tuổi và con trai 9 tuổi, khi bom rơi gần đó để chuẩn bị chạy trốn. Nó rất lớn, có những vụ nổ ở đó, ông nói. Vào đêm hôm đó, Times đưa tin, giao tranh trên đường phố đã đến vùng ngoại ô của khu phố chính phủ được củng cố phức tạp của Kiev. Những người tắt đóng đèn và đưa áo chống đạn cùng súng trường tự động cho ông Zelensky và khoảng một tá phụ tá của ông, hầu hết trong số họ có ít kinh nghiệm chiến trường. Oleksiy Arestovich, một trong số phụ tá có nền tảng quân sự, một cựu binh của cơ quan tình báo quân đội Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã hai lần cố gắng tiến vào khu phức hợp trong đêm đó. Theo Zelensky, vợ và các con của ông vẫn ở trong khu nhà vào thời điểm đó. Trong một cuộc phỏng vấn riêng với tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita xuất bản vào hôm thứ Sáu, phu nhân của ông Zelensky cho biết bà đã nhìn thấy chồng lần cuối khi vụ đánh bom bắt đầu vào sáng hôm đó. Khi bà Zelenska thức dậy vào ngày 24 tháng 2, chồng bà đã nói với vợ mình một cách đơn giản rằng nó bắt đầu rồi và rời đến văn phòng, bà nhớ lại. Đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy ông ấy cho tới giờ. Kể từ ngày 24 tháng 2, tôi chỉ nhìn thấy chồng tôi giống như các bạn, từ trên TV và trên các đoạn băng ghi âm các bài phát biểu của anh ấy. Bà nói từ một địa điểm an toàn không được tiết lộ, nơi bà đang ngồi với các con của mình. Ông Zelensky thừa nhận với Times rằng hồi ức của ông về những ngày đầu tiên là khá rời rạc. Tờ Times trước đó đã đưa tin rằng ít nhất 3 nỗ lực ám sát ông Zelensky bởi các sát thủ người Nga đã bị lực lượng của Ukraine ngăn cản trong tuần đầu tiên của cuộc chiến. Tờ báo cho biết hơn 400 lính đánh thuê từ nhóm Wagner, một công ty an ninh dưới sự kiểm soát của đồng minh chủ chốt của Tổng thống Nga Vladimir Putin và lực lượng đặc biệt Chechnya đã được cử đến để tiêu diệt Tổng thống Zelensky. Ukraine sau đó cho biết họ đã ném bom các máy bay chiến đấu Chechnya sau khi được tiết lộ về nỗ lực của một kẻ xấu bên trong cơ quan an ninh FSB của Nga. Vào thời điểm đó, Zelensky cho biết ông và gia đình là mục tiêu số 1 của Nga. Hôm thứ Tư ngày 27 tháng 4, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua với tỷ lệ áp đảo dự luật yêu cầu chính phủ thường xuyên xem xét liệu chính quyền Trung Quốc có đang giúp Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế hay không. Bước tiếp theo là gửi dự luật lên Thượng viện để xem xét. Dự luật đã nhận được 394 phiếu thuận và 3 phiếu chống tại Hạ viện. Dự luật yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này đệ trình bản đánh giá chưa phân loại lên Quốc hội trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự luật có hiệu lực về việc liệu Trung Quốc có cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào cho Nga hay hỗ trợ Nga trốn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế hay không. Sau đó, Bộ Ngoại giao sẽ cập nhật báo cáo sau mỗi 90 ngày.
Tên đầy đủ của dự luật là Đánh giá đạo luật can thiệp và lật đổ của Tập, viết tắt là ACES Act trong tiếng Anh. Đã đến lúc Mỹ phải đối đầu trực diện với trục ác quỷ mới này, dân biểu Đảng Cộng Hòa cho biết. Trong những năm gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày càng không giấu giếm tham vọng toàn cầu của mình và đã thiết lập quan hệ đối tác không thể bỏ qua với Nga, quốc gia đã xâm lược Ukraine. Dư luận quốc tế bắt đầu coi Đảng Cộng sản Trung Quốc và Nga là trục tà ác mới. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ William Barr cho biết, chính phủ Hoa Kỳ cần nâng cao nhận thức về hợp tác Trung-Nga và giúp các nhà lập pháp định vị Hoa Kỳ để vượt qua những thách thức địa chính trị. Ông Ba trước đó cho biết, Mỹ có cơ sở hợp lý để tin rằng Trung Quốc đang cung cấp một số hình thức hỗ trợ cho Nga và dự luật sẽ tiết lộ liệu Trung Quốc có đang phá hoại các nỗ lực của Mỹ và quốc tế nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Ukraine hay không. Để ủng hộ việc Ukraine chống lại Nga, Hạ viện cũng đã thông qua đạo luật cho mượn, cho thuê quốc phòng dân chủ Ukraine năm 2022, Ukraine Democracy Defense Lend Lease Act vào hôm thứ Năm. Dự luật tìm cách hồi sinh chương trình cho thuê trong Thế chiến thứ hai, trao quyền cho chính phủ Hoa Kỳ vượt qua các rào cản thủ tục đã làm chậm các chuyến vận chuyển vũ khí để chuyển vũ khí đến Ukraine nhanh hơn. Dự luật đã được Thượng viện thông qua trước đó và bước tiếp theo sẽ được đệ trình lên Tổng thống Biden để ký ban hành và ban hành luật chính thức. Thượng Hải đã bị phong tỏa gần một tháng. Một số người nước ngoài sống tại đây cho rằng nếu chính quyền không linh hoạt trong việc kiểm soát dịch bệnh thì không những chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế chung của Trung Quốc mà nhiều người nước ngoài sẽ rời khỏi Trung Quốc. Thậm chí lãnh sự quán nước ngoài tại Trung Quốc đang hướng dẫn những người nước ngoài làm thế nào để rời khỏi Trung Quốc. Tiến sĩ Trần, người được công ty kinh doanh Mỹ cử đến Thượng Hải để chịu trách nhiệm về mảng kinh doanh châu Á nói rằng, trong suốt 4 tuần kể từ khi chúng tôi bắt đầu bị chặn vào ngày 1 tháng 4, đây là lần phong tỏa lâu nhất trong 2 năm dịch bệnh. Cảm giác như thế nào? Đầu tiên, tôi không ngờ rằng sẽ cách ly trong khoảng thời gian dài như vậy, bởi vì lúc đầu họ nói rằng 4 ngày. Chúng tôi đã xếp hàng để kiểm tra 2 lần từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 4. Ông Trần nhận thấy rằng tác động lớn nhất sau khi Thượng Hải phong tỏa là đời sống. Mọi vận động kinh doanh, vận chuyển, siêu thị đều bị đình chỉ và người dân Thượng Hải đang thiếu thốn vật chất, ngay cả việc ăn uống cũng là một vấn đề, người dân rất sợ hãi. Sống trong căn hộ khách sạn, ông cho rằng so với nhiều người Thượng Hải, ông đã rất may mắn bởi vì các khách sạn tầm cỡ quốc tế đều có nguồn cung cấp riêng, cho nên việc ăn uống không thành vấn đề. Tuy nhiên, các đồng nghiệp Trung Quốc của ông lại không may mắn như vậy. Ông nói, tôi có nhiều đồng nghiệp hầu như sáng nào cũng dậy từ sáng sớm. Việc đầu tiên họ làm là lên mạng đặt đồ ăn trên ứng dụng di động. Rất khó để đặt hàng nên mọi người đặt hàng chung với nhau. Vì số lượng tương đối lớn nên nhà cung cấp phải mất một thời gian lâu mới đáp ứng được. Người dân sợ nhất không có cơm ăn. Ông nói rằng ông không được khuyến khích xuống lầu. Do vậy ông chỉ xuống lầu khi làm xét nghiệm axit nucleic, được ra ngoài khách sạn, ông được hít thở không khí trong lành. Nếu không ông sẽ rơi vào trạng thái bị cách ly hoàn toàn. Ông nhấn mạnh rằng cách ly ở Thượng Hải không giống như ở châu Âu. Ở châu Âu, bạn có thể ra ngoài khi đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Ngoài ra, nhiều người nước ngoài từ các công ty đa quốc gia phải về nước, đặc biệt là những người có con nhỏ, vì các trường học đóng cửa. Tiến sĩ Trần nói, nhiều người nước ngoài đã về nước và bây giờ lãnh sự quán gửi tin nhắn cho mọi người. Tất cả đều hướng dẫn bạn cách rời khỏi khu dân cư của mình, cách lấy tài liệu, cách đến sân bay và những điều cần chú ý khi lên máy bay. Nếu của vợ hoặc chồng của bạn không có hộ chiếu nước ngoài thì nên làm gì, hoặc con bạn không có giấy thông hành thì phải làm sao? Thật vậy, người nước ngoài có nhiều cơ hội và khả năng hơn người Trung Quốc. Họ có khả năng trở về nước để tránh đầu ngọn gió, nhưng người Trung Quốc thì không thể. Nhưng ông ấy không nghĩ rằng việc phong tỏa thành phố sẽ kéo dài quá lâu vì hầu hết dịch bệnh hiện đã được kiểm soát và chi phí cho việc phong tỏa là quá cao. Mặc dù vậy, tiến sĩ Trần tin rằng giờ đây người dân Thượng Hải sẽ rất bất mãn với việc thiếu nguồn cung cấp hoặc các hạn chế về tự do. Việc đóng cửa ở Thượng Hải vẫn chưa kết thúc và dịch bệnh ở Bắc Kinh lại bùng phát trở lại. Sau khi Thái Kỳ, bí thư thành ủy Bắc Kinh yêu cầu không nên xử lý dịch trong một sớm một chiều, cảnh sát quận Triều Dương đã đập cửa vào nửa đêm với lý do phòng chống dịch khiến người dân phẫn nộ. Vào ngày 29 tháng 4, các quan chức Bắc Kinh tính cho biết đến thời điểm đó, Bắc Kinh có 6 khu vực rủi ro cao và 19 khu vực rủi ro trung bình. Thái Kỳ, bí thư thành ủy Bắc Kinh trong cuộc họp phòng chống dịch ngày 23 cho rằng đợt dịch này có đặc điểm là lây lan không rõ nguồn gốc, phát triển nhanh nên cần phải đề phòng nghiêm ngặt và khẩn cấp. Ông Thái yêu cầu việc xử lý ổ dịch không được thực hiện trong một sớm một chiều. Tất cả các điểm nguy cơ và nhân viên liên quan đến vụ việc phải được kiểm tra và bố trí ngay trong ngày. Gần đây, một đoạn video về vụ cảnh sát đột nhập vào nhà dân tại đồn cảnh sát Lục Lý, quận Triều Dương, Bắc Kinh đã thu hút được sự chú ý của cư dân mạng. Đoạn video cho thấy các biện pháp phòng chống dịch bệnh cực đoan của chính quyền Bắc Kinh dường như đã đến mức độ thần hồn nát thần tính.
Sau đây là một phần của cuộc trò chuyện giữa cảnh sát và người dân tại đồn cảnh sát Lục Lý ở quận Triều Dương, Bắc Kinh. Cảnh sát, anh XX phải không? Công dân, vâng, là tôi. Cảnh sát, lực lượng chức năng đến nhà tìm anh, tại sao anh không mở cửa? Người dân mô tả cách công an tới cửa. 6 giờ sáng, một người xưng là công an đập cửa rầm rầm không nói làm gì, khiến vợ của anh bị dựng dậy, trong khi chị này đang mang thai 3 tháng có thể bị dọa sảy thai. Người dân nói, tôi trở về Bắc Kinh sau một chuyến công tác ở Hàng Châu và tôi đã chủ động báo cáo. Hàng Châu là khu vực có nguy cơ rủi ro thấp và tôi đã chủ động hợp tác làm xét nghiệm axit nucleic và báo cáo cộng đồng. Ngày hôm sau, chính quyền bất ngờ chỉ định Hàng Châu là khu vực có nguy cơ cao. Lúc này, chỉ có 6 trường hợp mắc bệnh mới được thêm vào ổ dịch ở Hàng Châu. Diễn đàn phòng ngừa và kiểm soát chung của Hội đồng Nhà nước cho thấy Hàng Châu là khu vực có rủi ro thấp, Bắc Kinh mới là khu vực có rủi ro cao. Cảnh sát nói, yêu cầu của CDC Bắc Kinh là giữ bạn ở nhà. Công dân trả lời, hãy giải thích cho tôi tại sao tôi lại bị cách ly ở nhà. Cảnh sát, anh không hợp tác và không nghe điện thoại. Công dân, tôi đã trả lời điện thoại, tôi trả lời mọi cuộc gọi của các ông và tôi cũng trả lời tất cả các cuộc gọi của khu phố. Cảnh sát nói, đêm qua cảnh sát ở đồn chúng tôi đã gọi điện đến nhà của anh, tại sao anh không trả lời? Người dân đáp, vào lúc 12 giờ đêm qua, còn có người đến nói làm xét nghiệm axit nucleic cho tôi cũng đã mở cửa. Cảnh sát, trong cộng đồng của chúng ta, đồn cảnh sát Lục Lý là cơ quan đại diện cho chính phủ và thực thi việc kiểm dịch tại nhà, anh phải hợp tác. Hiện tại anh có ý kiến và có thể bày tỏ ý kiến đó, nhưng anh phải tuân thủ các yêu cầu của chính quyền thành phố Bắc Kinh. Người dân, tôi chỉ muốn chính quyền thành phố Bắc Kinh giải thích cho tôi lý do tại sao tôi lại bị cách ly ở nhà. Thứ nhất, tôi là đã âm tính và tôi không bị bệnh. Thứ hai, tôi không trở về từ khu vực có nguy cơ cao và tôi đã không vượt qua khu vực rủi ro. Tại sao tôi phải bị cách ly, kiểm dịch tại nhà? Cảnh sát, nguyên nhân chính là vì anh âm tính nên mới nói anh cách ly ở nhà. Vào ngày 27 tháng 4, Văn phòng Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã thông báo về các loại hành vi bất hợp pháp liên quan đến dịch bệnh, bao gồm nguy cơ lây lan dịch bệnh do thực hiện các hoạt động bất ngờ, bịa đặt và lan truyền thông tin sai lệch. Cảnh sát cho biết kể từ ngày 22 tháng 4, 4 người đã bị tạm giữ hình sự và 48 người bị tạm giữ hành chính liên quan đến các quy định này. Hiện tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh đang dần leo thang, các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp phòng chống dịch. Theo thông báo chính thức của Bắc Kinh vào ngày 29, Bắc Kinh đã thực hiện vòng xét nghiệm axit nucleic khu vực lần thứ 2 vào ngày 27 và 28 tháng 4. Vào ngày 29 và 30 tháng 4, Bắc Kinh sẽ thực hiện vòng xét nghiệm axit nucleic thứ 3. Các quan chức yêu cầu trong khoảng thời gian ngày lễ mùng 1 tháng 5, công dân vào các địa điểm công cộng khác nhau trong thành phố, bao gồm các danh lam thắng cảnh ở ngoại ô, khách sạn, v.v. phải có giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ. Sau kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, những người đi làm hoặc đi học trong thành phố phải có giấy chứng nhận xét nghiệm axit nucleic âm tính trong vòng 48 giờ trước khi trở lại trường làm việc và học tập. Về việc chính quyền Bắc Kinh tăng cường phòng chống dịch bệnh, cư dân mạng đại lục cho rằng axit nucleic suốt ngày không ngừng. Nó thực sự giống với tình hình ban đầu ở Thượng Hải. Các bạn ở Bắc Kinh nên cảnh giác và làm tốt việc tự bảo vệ mình. Xét nghiệm axit nucleic cũng là một trong những cách lây nhiễm có thể xảy ra. Omicron thật quỷ dị. Thưa quý vị, mục tin thế giới trưa của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên SipChat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.